này là ra đây là chết luôn, vẫn đang sạt lở kìa, đó, rất sạt lở luôn. Đến đây bảo là thế thím vào đâu bảo em cột tay rồi cầm đồ với cái áo rồi rách hết rồi. Xin chào tất cả các bác nhá, thằng đang đi lên một khu vực nữa là cái nơi mà bị mất hẳn một nhà và mất một người đó. Và hiện giờ thì khu này thì các bác kia phải ở lều bạt rồi. Video trước thì thằng có quay nhưng mà do bị cháy thẻ nên là mất hết nội dung. Giờ quay trở lại ngược bên này. Ở phía bên kia thì rào không cho qua được nữa. Quốc lộ 2. Đấy. Nhà sạch vườn đẹp các kiểu. Trên này là khu vực trôi mất một nhà này. Cái vệt sạt ở trên kia có người mất. Ở đây. Đó. Này. Đây, khu vực cái này là một nhà này. Ở bên này là một cái nhà mà nó bị sập. Đó. Sập bên này. Sập trôi mất một nhà. Đây nhà bị sập ở khu vực này. Đó. Đây, trôi mất cái nhà ở đây. Và hai anh chị đấy là nắm tay nhau đi ra đến được đây này. Đấy. Nhưng mà do nước mạnh quá, đá lăn to thì anh chị đã phải bỏ tay ra. Đấy, và mất người vợ. Người chồng thì được đưa đi cấp cứu. Khu vực này là cái nền nhà. Đấy. Giữa bên này sau lưng Tất Thắng thì tí chia sẻ những cái hình ảnh cho quý cô bác anh chị biết. Ở đây nước thì vẫn đang rất là xiết và to. Đấy. Bà con được chạy di rời hết. Đấy, chỗ cây gốc cây hồng rồi nhé. Hoặc là có một cái nhà ở đây. Đó. Chỗ này, khu vực này. Đấy. Khu vực này luôn. Đấy. Vệt sạt là từ trên kia xuống. Đấy. Đây là nguồn nước bên này. Cái nguồn này là đáng nhẽ là nước ngày xưa trước là nó chảy bên này. Nhưng mà do cái chỗ này nó đất đá nó xuống quá mạnh. Thì cái nguồn này bị phá ra. Chảy về bên này. Đó. Chảy về phía bên này. Các bác thấy không? Đó. Cái nguồn này bị phá ra. Và nó chảy phá vào khu vực của nhà bác này. Đấy. Cái này là rất là nguy hiểm nhá. Không thể ra gần được đâu. Cái này là ra đây là chết luôn. Vẫn đang sạt lở kìa. Đó. Rất sạt lở luôn. Sạt lở to. Nước to lắm. Dữ dội luôn. Có 3 ngày bác đi ra đây. Nhà bác ở chỗ nào? Hả? Nhà bác ở đâu? Tôi ngoài kia thôi. Đây à? Tan tác hết. Đây cái vệt chính ở trên này. Còn nhiều vệt nữa chảy về hướng này. Đó. Thấy nhiều bác nói rằng là nếu chỉ khoảng tầm độ 1 giờ đồng hồ nữa thôi, nước mà mưa còn thêm 1 tiếng đồng hồ nữa rồi thì khu này cũng không khác gì làng nủ luôn. Đó. Tại vì nó chưa xuống đất. Bây giờ lúc đầu mới chỉ là cát và đá thôi.
Bên này nguy hiểm. Đó. Vẫn đang lở đây. Lúc trước lúc thắng vào ấy là cái chỗ này nó còn chưa lở đâu. Bây giờ đang vệt lở nứt này. Tại vì nước nó vẫn còn chảy mà. Đá vẫn còn lăn. Khủng khiếp. Sợ lắm. Xuống đây là cả một làng ngập đủm hết dưới này. Đây là cái làng này, có nghĩa là không có dòng suối, mà tự nhiên bây giờ là nó có dòng suối luôn. Đấy, cái vệt kia, cái nhà kia là sắp đổ đấy. Cái bếp kìa, lúc trước là cái vệt đất nó còn ở ngoài này, giờ nó đã vào tận trong đấy rồi. Thế nên là cái chỗ này mà đi vào là rất là nguy hiểm, không nên đi. Nước lớn lắm. Đây. Sói hết. Khủng khiếp luôn. Ấy. Trơn lắm. Đi đây nguy hiểm quá các bạn. Lúc ấy à, lúc cái view trước ấy, thắng bị cháy cái thẻ ấy, là vào cái chỗ này nước còn đang chảy đó. Và có một bác còn vừa mới lên khỏi ấy, đầu được. Ồ, và còn toàn bùn đất. Rồi họ đang băng qua bên này để vớt đồ, cứu đồ. Đó. Hiện tại đây rất nhiều nhà mất trắng, nhà mất hết, trôi bay nhà, mất người. Bên kia nữa kìa. Đây, nhà đây. Đấy. Đây là cái nhà vệ sinh nha này. Nhà tắm, nhà vệ sinh nha. Đây. Vẫn cứ đang chảy, đang sạt. Cho bác em vào cứu đồ. Đi cứu đồ ấy. Đi sang bên này thì mới thấy được. Vệt lúc trước là thắng đã đi xuống đây rồi, nhưng mà tiếc rằng cái lúc đấy là nó đang rất là căng nhá, mà thắng lại có lẽ là do cái máy rồi tất thắng xong là nó cháy thẻ mất. Đấy, cứu đồ rồi. Thóc thóc.
đây là vác thóc đi. Chạy đồ á. Nhà anh chỗ nào ấy? Đấy, nhà đấy à? Cái nhà mà nước đang chảy qua đấy à? Ôi dồi ôi, có nhiều lúa không? Đấy à? Phụ nữ đi cẩn thận, nó siết lắm. Chỗ này là đỡ nhất này. Ôi cẩn thận, cẩn thận. Người vác hộ mấy chuyến. Mấy giờ anh? Khoảng mấy giờ? Khoảng 8 giờ. 8 giờ sáng à? Nhưng mà không nghĩ là nó lại xả từ bên kia được sang đây nhỉ? Nó vỡ cái suối bên kia, ngăn lại, nắn dòng. Sang hết bên này. Bác chạy thóc bên con, bên còn gì không anh? Tủ lạnh à? Rất nhiều đồ dùng. Ngập hết nước rồi à? Tối nay là không có điện. Dạ. Cháu đây chưa? Đây này, con cháu của bà đây này. Con cháu của bà hết đây à? Ở đây hết à? Vâng. Ở hết một khu. Mỗi người đi hồi đấy. Mỗi chỗ một khu, mỗi chỗ một khu. Đấy.
đấy, qua rồi. Nguyễn Tất Thắng đấy, bà hay xem cái kênh này hết hay nhất ha, ở dí dỏm lắm ấy, ở chỗ này là em cũng được xem nhưng mà lúc đấy là không nhớ mặt. Bây giờ đang vội quá không ai để ý gì cả. Lúa chạy đến đây, đây dựng lều trên kia. Tủ lạnh tủ biết kia có chạy nữa không? Chắc tủ lạnh thôi, không nên nữa rồi. Được tí lúa. Gà qué lợn nhớ cứ còn trôi tít xuống dưới kìa. Sợ thật. Thế à? Lợn đây này. Lợn giờ thích đi đâu thì đi rồi. Lợn trắng lợn đen. Lúc mà Thắng vào là nước vẫn ngập ở đây. Đấy. Nước ngập đây bây giờ rút rồi. Tiếc quá. À, nó bị cháy cái thẻ. Không biết nếu mà Thắng khôi phục được thì chắc là có lẽ các bác còn xem được những cái cảnh hay hơn nữa. Không biết là còn khôi phục được không. Nhưng bây giờ vội gấp rồi. Thắng cứ chạy quay ngược lại. Thắng chạy vào chỗ này là 3 lần. Đấy, nhà đây. Đấy, lúc ấy là Thắng đi bộ xuyên tới sang bên nhà này. Tại vì nước ở dưới này còn chảy mạnh. Bộ xuyên bên này. Đấy. Gà qué kìa, các bác nhìn thấy gà kìa, không biết là trôi đi đâu. Cái gà ấy. Lợn đói quá rồi, tìm ăn rồi. Nên xem bà con ở trên này, lúc Thắng vào thì là mấy con nước uống chạy lên thôi. Bây giờ có cơm ăn hết rồi, nãy có một đoàn mang cơm vào. Đồ đạc cứu trợ. Biết ra đây được cái gì thì được à. Trâu dắt lên đây. Có nhiều nhà bị trôi trâu. Lều dựng lán ở đây, TV, xe máy, này, loa đài. Chào chú. Đã. Lúc cháu vào nó còn đang nước to mà chảy xuống cả dưới nhà này mà. Cháu bị đấy bảo anh em đấy phải sơ tán lên đồi thôi. Vâng. Cái cô kia còn vừa mới ngã bùn đất đầy đầu lên vừa lên mà. Cái gì á, cháu áo này mướn đâu? Lô mà đã bách nuôi. Đấy, các bác giờ ở đây dựng lều. Các cái làng ngủ thôi. Mấy lều đây, đây mấy lều bên kia, bên kia một lều nữa. Vâng, chào chú. Vâng, cháu vào từ trưa rồi. Vâng, nhà chú ở đâu? Nhà chú ở đâu? Ở dưới đây. Đây à, lều đây à? Đằng sau. Đằng sau này có bị sao không? Nước có vào bếp nó lấy hết thì cái đồ đi hết rồi. Thế à? Cháu đi với ai?
Cháu đi vào lần trước rồi, cháu quay xong rồi thì ra nó bị cháy thẻ, hình như chắc bị nó bị ướt máy. Nó hỏng hết, không còn dữ liệu thì quay từ bên Đán Dầu sang. Đi từ Đán Dầu sang. Từ Đán Dầu cháu chạy sang. Vâng. Thế mà sang đến đây xe đi hết cả bên Đán Dầu. Một xe ngoài kia. Tít ngoài đường cái. Đi đau hết cả sống lưng. Cái này chưa thấy bao giờ. Chưa thấy bao giờ. Đấy, mới nói chuyện bởi xem qua kênh của cháu mới bỏ làng nụ càng liếc các thứ. Vâng. Đâu phải cha, ngay bây giờ ngay làng mình đây này. Đấy. Cứ xem mấy hôm trước cứ các làng này làng kia đúng không? Xem nhiều, xem. Đấy. Bây giờ là lại đến lượt làng mình. Bây giờ đang xem một ông gì nhỉ? Ông gì đang có một cái người mất bên này, biết đã tìm thấy chưa? Bây giờ chưa xác định được. Thế à? Chưa xác định được rơi chỗ nào, mất chỗ nào, khả năng. Đây lúc cháu vào là cái anh kia anh bảo là ở chỗ này chồng là còn hai vợ chồng còn nắm tay nhau mà. Đoạn, ngay chỗ cây hồng này, xuống đồng cây vải này. Nếu mà là sáng cùng với nhau một lúc thì được, còn hình như vợ còn quay lại. Vợ bảo quay lại lấy 10 triệu. Đấy, âm gia là mới bị nhau thôi, rồi nhau đó. Thôi. Chỗ này là bây giờ tối nay là ngủ đây là vất vả rồi đây. Ôi, chấp nhận thôi. Tối nay là cho người già trẻ nhỏ là lên đây còn rồi. Còn cái người nào khỏe khỏe thì trụ ở nhà cũng được. Vâng. Khổ quá. Nhìn về ngôi làng của mình tan hoang hết. Như này mà mưa nữa là nguy hiểm lắm. Này, mày mưa một tiếng thôi là mấy cái nhà bên này có mấy bác còn đang ngồi trong nhà cơ, chưa ra được. Cả hai bên là nước. Ô Lộc mà. Nhà mình ngay đằng sau này. Vâng. Đằng sau này. Bên này là một khe, bên này một khe. Nhà vâng. Mình ở cái rông. Thế là vâng. Dắt hai bà. Vâng. Dắt hai bà cháu đi ra. Chạy ra nước ngoài cổng thì bà thì đi được nhưng mà cháu sắp trôi rồi. Thế vâng. Là phải quay trở lại. Nó vỡ cái ấy bên kia. Thế là chứng tỏ cái thắng liều này công nhận đi ác rồi. Dạ. Đi ác có thể. Ôi thì ác chứ. Thấy thời gian thấy tít đâu chồng ấy rồi. Lại ở đây rồi. Rồi bây giờ trước mắt thì bà con là đang như này, hầu như là để cho mọi người hỗ trợ lương thực, mấy cả nước, mấy cả đồ ăn. Có trưa nay lúc cháu vào đấy là nước là ấy xong là đồ ăn là các bác có ăn mì tôm, nên có mấy bác kia mang mấy hộp cơm lên. Bên nhà nấu nướng bây giờ cũng phụ thuộc vào nước nữa, mà nó hơi khó. Tối nay có một đoàn ở bên kia họ hỗ trợ cơm. Ấy. Mấy anh em nó đi nấu hết rồi. Vâng, đang đi nấu rồi. Mấy anh em đều quen biết mà. Giờ cho người đi nấu hết rồi. Đấy, các cô các bác này ra đây. Giờ... Anh ơi, trong tủ kia có cả dây khai sinh nhật của con đấy. Bảo sáng nay ông vâng. Vâng. Nhà cô là sập hết rồi. Nhà cô sập hết rồi ra. Nó đang nứt to. Vâng. Nhà kia. Không dám vào nữa đúng không? Cái nhà xây đấy đúng không? Bây giờ đừng có vào cái nhà đấy nước đấy. Vâng. Vâng. Khổ bọn trẻ con này. Cũng chạy nhảy linh tinh không biết gì đâu. Năm nay cháu ấy bảo là ô thôi đóng bao vội vàng đóng năm bao xong là thấy hôm một cái quay ở dưới bàn nhìn thấy nhà thư sinh ở kia. Nhưng mà trong này có người bị gì? Có một người với em người mất bên này. Chưa tìm thấy nước. À chưa tìm thấy người. Nhìn
nhà thím kia là mất hết rồi, không có cái gì rồi. Về chờ chờ lại một lúc, chú lên đến đây bảo là thế thím ở đâu, bảo em một tay rồi cầm đồ mấy cái áo rồi rách hết rồi, bây giờ thím không thấy. Là mình bóc là nước bóc đấy, mình nói nhất là mình bóc cái gì vậy này, cuối cùng không kịp nữa là nó lại đi hai phía rồi. Nó không phá bên này thì bên kia còn tan hết. Bên này là nó chia dòng là nắn về bớt bên này đấy. Còn nó mà cứ thọc cái dòng chính này là còn may là bên này bị tắc lại. Giảm tải đi, nó tràn nước sang bên này rất nhiều. Phá hai bên đấy. Chứ còn nếu mà bên này, nếu mà chảy hết bên này thì thiệt hại về người rất nhiều. Đây là gạo lúa nhà cô à? Châu bò dắt lên đây là đảm bảo rồi. Thế ạ? Lấy được có 5 bao thôi à? Chào bác. Bên này cái chỗ chôn người bên này. Lợn chẳng có gì ăn, đi gặm cỏ. Cứ chạy theo người. Bên này là bị mất người bên này. Đây có một cái nền. Tàn hoang hết. Em vừa mới chặn được nước đỡ đỡ rồi, tí lại phọt ra đỏ đỏ. Em mới lại tiếp tục, em mới một mình nhá, đi lên qua tận cái búi cây mai kìa. Búi này búi đầu tiên nhá, qua cái búi cây mai lên bên trên nữa. Em mới nhìn lên trên thấy tụt. Đấy, em mới đang nhóm thôn mà. Thế là cái suối bình thường của nó chảy ở chỗ nào? Bên kia anh, bên kia nhỉ? Bên kia. Khe qua đây. Còn những cái chỗ này mình lấy trước, nước, đây sau này có cái ao thôi. Đây. Nước về đây chỉ nước. Bên kia. Đây mà khu vực mà có người mất à. Đó. Chỗ nền thắng đứng này là ao này. Cái ao bên này đổ bê tông, ao bên này đang là nước nhá, không chắn được cả nhà anh được nhiều đấy. Anh này là nhà anh đây đúng không? Dạ. Vâng. Chẳng qua là hai vợ chồng anh kia là nắm tay đến cây nhãn này đúng không? Đến nhà này đúng dưới rồi. Chạy đến đâu anh chồng thì ra đến đâu? Nghĩa là về đến đấy. Đây à? Đẩy mỗi người đi một hướng luôn, không biết là đến cây vả đấy rồi. Anh chồng mắc ở cây vả nè. Thế con trâu trồi đâu? Một con thì mắc bên dưới cây vả, một con trôi phía dưới, còn một con thì chả biết đâu nữa. Thế à? Trâu vừa trôi đi. Không phải nhà. Mấy nhà? Nhà anh có bị trôi gì không? Anh như tất cả là trôi hết. Tất cả về anh là chuyên về làm sự kiện âm thanh nó đài trôi hết. À, âm thanh. Mất ở kia là được có 6 cái, còn chưa mất tích 2 cái. À, chuyên âm thanh loa đài à? Tủ tiếc cứ là mất hết. Mất hết bàn ghế thóc lúa thóc lúa mới gặt là được 25 bao, với lại cái thóc cũ còn có đâu 7 bao hết sạch. Thế à? Thế lúc ấy đang ở trên nhà kia à? Không, anh khi anh kêu gọi di rời là anh di rời vợ con ra bên này,
thì anh mới không kịp lấy xe máy. Anh phát hiện ra đầu tiên à? Thấy nước à? Anh đi khảo sát tận trên đỉnh. Lúc ấy là chưa ấy à? Chưa bị, lúc đấy anh đi khảo sát trên đỉnh, anh về anh mới đăng lên nhóm nhân dân thượng Mỹ là để cho di rời mà. Thế à? Anh là người sáng nay anh là người đây, đây. Khảo sát thực tế luôn. Biết bác này không? Thế là khảo sát xong khảo sát anh thấy nứt. Nước lúc đấy đã tụt một nửa rồi. Thế à? Chính ơi. Nhưng mà nó có nổ không? Nghe nó ầm ầm không? À lúc nó tụt to cho nó kêu ú, không kêu bùm, nó kêu ú bởi vì là cái như máy bay ấy à? Vâng. Bởi vì nó xuống mạnh lắm như. Thế à? Đá lăn cùng cục luôn à? Ừ, kêu to lắm. Kêu không tưởng tượng ra đâu. Ở đây bây giờ bên nhà mình hay để lấy cơm bên đây nhá. Vâng, cơm và một cơm mình chắc đây bây giờ nghi rồi hết dần cả. Cơm đã ở bên này, chuyển bên này bác ơi. Đủ cơm chưa? Hay là bây giờ của mình lấy lên 50 suất nữa ở chỗ nằm buông ấy. Bây giờ đến đứng đấy rồi. Chuyển lên đây. Bây giờ nếu không ấy lấy lên đây thì giờ anh em mình ngay trên này ăn. Vâng. Cảm ơn bác. Bây giờ lúc sáng là mình là lấy cho đội ấy ăn. Không để mãi được. À, lúc đấy, lúc trưa nay có một đoàn mang hết vào đây mà. Vâng, một đoàn mang đây rồi mà. Cơm mông như có một đoàn nữa của là mình làm sao đang nấu cơm bên này. Nằm buông có một đội ở ấy lấy cho. Mang lên đây, mang lên đây. Anh cứ bảo là chị mang lên đây. Em cho vào đây đi. Bởi vì ở chỗ nằm buông là có đội gì phụ nữ kia nó đưa rồi. Trước mắt là cứ hỗ trợ cơm nước. Nước thì đảm bảo rồi. Cơm thôi. Cơm này chỉ rắc 1-2 ngày thôi là họ sẽ ổn định. Để có chỗ ở đảm bảo. 50 suất cho vào vòng 20 suất cho vào vòng 1 nhá. Vòng 1 xem anh tất cả ở đấy vườn, nó khác tất cả mọi cái là không còn gì. Chuẩn đấy. Không còn gì vườn nước đây. Vườn quế ở dưới kia. Vườn quế ruộng đây một đám ruộng từ chú Trường Châu xuống một đám ruộng. Hai ba. May là cái nhà bếp kia nó chắn được không con trâu trôi nốt. Con trâu vẫn để trong chuồng. Lúc đấy muốn vào cứu không dám vào. Mấy con nhà mấy con. Bây giờ còn một con nữa thôi. Em định vào cứu đến nó lượt thứ ba. Thứ hai là hết lượt thứ hai là em lượt dám vào cứu. Thế là thóc lúa vẫn để tất ở dưới gầm sàn. Tóc về ở dưới gầm sàn là chưa kịp vừa mới gặt lúa về tuốt. Thế cái đây là suối à? Đây là dòng suối đây à? Đây là ao đấy. À, thế dòng suối ở bên kia à? Dòng suối ở bên kia. À, nhưng bên dòng suối có bị sao đâu? Dòng suối bây giờ nó tắc hết rồi. Dòng suối nó lại không chảy theo dòng suối nữa. Bây giờ nó đi lung tung hết rồi, nó bắn hết ra đây cơ mà. Dòng suối bên... nó tắc ra bên kia rồi kìa. Ra ao nguyệt hưởng rồi. Rồi thì thôi, chứ nhà mình đây không ở gì nữa đây? Ai dám ở đây nữa? Không dám ở đây nữa. Ở này không nó nhanh ở. Lắm. Sáng nay nếu mà em mà nó mấy chục để trong con xe thì em chắc là... Là em không phải là cho ra đấy, bởi vì lúc đấy em sẽ lấy được tiền là em sẽ ra đến tầm này là tiền, em sẽ để xuống tiền vẫn để trong cốp xe. Cốp xe vừa lấy về để mua hàng. Thế xe thì bây giờ trôi đâu rồi? Trôi hết trong hộ anh em hộ khanh nhà kia rồi kìa. Thế có thấy tiền không? Còn chỉ thấy là giấy tờ cũng không còn luôn. Bung hết rồi. Nó cục yền giả hết rồi. Đầy mạnh thế lấy cái gốc cây nó bẻ gãy. Qua may là cái xe em thì nó là cây to này. Cây nó còn nát như cái thành cám cái này thì cái xe máy là cái gì đúng không? Sáng nay em mà vào lấy tiền là chắc chắn là nó sẽ đẩy em vào vị trí này em. Mày mà chạy ra lấy tiền thì lúc đấy em sẽ tầm vào tầm này. Em sẽ ra đến tầm giữa sân này là nó sẽ đến chỗ này. Nhưng mà vợ con anh ở đi trước rồi à? Vợ con anh cho đi rồi, rồi cho đi rồi, vợ bảo đi lấy xe lấy tiền nhưng mà anh bảo không. Thôi, cứ cho hai mẹ con đi lên đây ổn định đã xong ấy. Chính tỏ là có tiền không cầm kịp, nó về quá nhanh nhỉ. Nhanh lắm. Thế anh đi lên khảo sát xong không về cái là anh luôn. Khảo sát đấy lúc đấy nó rơi vào khoảng tầm 6 giờ hoặc hơn 6 giờ, hơn 6 giờ rồi. Phải hơn 6 giờ rồi. Anh lên khảo sát là lúc đầu anh dậy về anh lấy nước. Mưa dậy thì anh vẫn bình thường đánh răng xong là mới ra đây sửa lý ao này. Mấy nước bắt đầu tràn mình anh mới xử lý lên trên đắp lấy hàng rào của nhóm anh trai đắp để chặn nước không cho để xuống đây để vào ao nữa. Sau anh một lúc anh về không được ổn. Lại tiếp tục lên tận nơi trên qua bụi cây mai đi thì nhìn thấy đồi trên nó sạt xong là nước đã đỏ đục thơm lắm rồi. Có mùi đục nước mùi lạ lạ. Thế là thấy lở rồi, thế bắt đầu là mới về mới cầm điện thoại đăng lên nhóm một cái là vừa cầm điện thoại vừa mới đăng một cái là mùi quay một cái là khét đá nó va đập với nhau, tặng mùi khét. Nó cái mùi đất đấy. Em thấy mùi em phát hiện thấy mùi xong em về em quyết định đi luôn mà. Cái đá bây giờ vẫn ngửi đây. Ở chỗ nào rồi? Thấy nó mùi bốc ở cái mùi đất đấy, mùi đất này, mùi đất này nó đục cái đấy. Mùi nó bay về tận đấy. Cái này nó đục quét rồi. Là mới bảo đúng là nó sạt lở chỗ nào rồi. Là đục quét ở đây này. Lúc đồi nhá. Đồi của thầy cò này. Nước hết rồi này. Mà đồi này cũng đang nước rồi. Đây nó không xuống hết nhỉ. Vừa đây vừa mới cho flecan nó bay lên trên nhưng mà sương mù nó không chưa khảo sát được.
Tối nay không ở đây đâu mà, ghi hết rồi. Ai ở đây? Bộ đội chuyển cho hết rồi. Thóc thì trôi hết rồi, sót được mới vào. Nó mà vỡ to nhá, cái đồi ở bên này, mấy cái nhà này ở chưa chắc đâu. Đây này, quả vắt lên này này. Nếu vỡ to như cái chỗ, những cháu chỗ đi bên Lào Cai kìa. Lên đỉnh này rồi, ta lên đỉnh hết rồi. Cái đỉnh kia là hầm lán rồi. Vâng, em mới đỉnh hầm lán rồi. Thôi nhá, cố gắng lên là... Chị, cố gắng lên nhá, em tối đêm nay thì cố gắng tìm ấy ra ngoài đi, ở ngoài người ta khắc có nấu em, cơm, em nấu tối nước. Em sẽ ở trên này ừ, người ta khắc nấu cơm, nấu nước cho không lo đâu. Không, trên này có cơm nấu. Rồi, cảm ơn các cô, các bác, các chị nhá. Sau này mình ra ngoài ở anh em mình mời nhau rượu hết hơn. Tối hôm nọ bữa nữa gặp mặt ở nhà anh xong. Nếu mà tính bờ kia còn hơn 3 mét đấy. Nhà này chắc là không đi đâu, nguyên người trên nhà luôn. Không, nhà này cũng lúc đấy em kêu gọi là cho lên hết rồi. Đây à? Cho lên hết. Cũng đi rồi. Chứ còn ngộ ở trên nhà thì chắc là cũng như muốn sập nhà luôn. Mất bà chị thôi. Đây à? Bà chị là đang tính ở đâu mà cái nhà bây giờ? Chỗ gốc cây nhãn này à? Anh. Theo khảo sát của theo chuẩn đoán của mình. Ba năm mấy đấy. Lúc đấy hai vợ chồng là tuột tay đấy à? Hai vợ chồng là rủ nhau chạy, ý là chạy vào nhà em nhưng mà không kịp chạy, nó về này nó đẩy là mỗi người một hướng. Em đang nghĩ là bà chị dâu là bị đẩy giạt cái là bám vào cái cột chuồng lợn em thì nó ụp. Chắc chắn là bám cột chuồng lợn mình là nghĩ là ok. Rồi nó đè là nó ụp, nó mới bồi dần. Còn ông anh là không cầm gì, nó cứ đẩy bắn ra tận dưới luôn. Đấy. Lúc anh chui ra được cái đầu. Mà mày chạy đường nào? Còn gì đâu. Lúc ra kia em gặp anh ở đấy, em biết là đi xuống anh lấy cái quần đấy. Có ấy gấy cái xương em chủ. Chắc là gấy đấy. Gấy đây. Chỗ này là đi rồi. Cái xương đít này nữa này, đang nghi là cái xương hông này, chỗ này này. Cái này bị nặng lắm. Qua là lúc đấy là vừa mới ấy ông. Đầu. Nó lại đang bị ấy hết rồi. Nhưng mà nó nhiều ông sợ nó đánh khát đi xa. Không, không tin mà nếu mà nghe đi xuống đầu mà nó không lấy tiền ra là vẫn ở nhà dưới kia. Đúng ở đấy. Thì nó chạy đến nhà mày à? Ừ. Tôi vẽ trên này khủng khiếp. Thế còn cái ông nào mà đang live stream đâu mà bị trôi nữa phải không cơ? Con cháu trai của cô. Thế ở chỗ nào cơ? Ở phía bên kia à? Thôn Tân Mỹ, nó lại ở chỗ nằm buông kia. À, cái chỗ sạt mà không cho vào kia. Ừ. À. Còn đang live stream nữa. Chưa tìm thấy. Ờ. Phải không? Ê. Con đấy bảo chưa thấy. Ta về rồi, chưa thấy đâu mà. Rồi ôi, còn live stream live trước ở đấy nữa. Nói bảo là đang nghi, anh ấy nói là nghi ở chỗ ụp xuống trồng chuồng lợn này. Chỗ cây vải, cây nhãn. Cái chị bị mất tích ấy, giờ là chưa tìm thấy đâu. Công nhận là khi đá nó nổ ra này nó khét thật các bạn. Nó đập vào nhau, va đập vào nhau nó nổ, khét mù luôn. Các bác ấy nói thì Thắng mới để ý thấy mùi. Tuột tay chỗ này. Đây chỗ cây hồng này là cái nhà ở đây. Chỗ này mà không chết người, đập vào người.
Thắng thử đi lên hẳn trên cái lệt trên cùng nữa. Không có thấy gì không? Lên hẳn trên này có nguy hiểm lắm, đất là dễ còn lở lắm, nước có chảy à. Lên trên này là rất là nguy hiểm đấy. Trên này là nó vẫn khả năng lở ấy chị ạ. Tối thì bây giờ ban ngày lở là chị em mình chạy không kịp đâu. Thật, còn nhiều vết nứt lắm. Ụp đất xuống ấy. Chỗ này đang lở. Nước đang chảy trong đấy. Trên này có cái thác. Kinh. Bên kia cũng nứt. Nó oánh ở bên này nó đỡ đi xẻ nguồn ở bên này bao nhiêu, chứ còn nếu mà nó cứ đánh nguồn chính này thì đúng là không đỡ nổi. À, nó bị oánh sang bên này nhiều, nước đỡ đi bao nhiêu. Đây các bác nhìn, nếu mà để so với cái độ cao của cái đồi bên kia nhá, cái chỗ hơi nhô nhô, nếu mà như cái chỗ vỡ ấy, của những cái làng ở bên Lào Cai ấy, thì cái đồi kia không là cái gì đâu. Chỗ này là oánh thẳng vào đồi luôn, tràn qua đồi đấy, hổ xuống bên sau luôn. Kinh thật đấy. Đúng không? Đầu của tháng vào nguồn này vẫn chảy. Cột rồi. Chú bác phải nói phải tìm thấy, nói làm người ta bắt buộc phải tìm, mà bắt buộc phải tìm như như này tìm kiểu gì. Làng ngủ người ta còn hàng 20 mét người ta còn tìm được người như này. Ừ. Chó là nghiệp vụ đưa vào xong có gì là nó tìm được ngay, có gì đâu mà. Hai ông bà cầm tay nhau ra ngoài tận mà chưa. Nói chung là phải lạc quan lên, sẽ tìm thấy. Cứ phải làm tìm thấy. Tay rách áo vợ thế là nó cái ấy. Tuột tay vợ ra. Vâng. Cái anh kia anh kể vào rồi, hai vợ chồng đây này. Vâng. Đá điếc các kiểu. Đi đường bên này, đi bên này. Bác đi đường bên này không đi được đâu. Hàng và cứu trợ hộ dân bị ảnh hưởng đấy. Nó chạy nó không sao, nó trông sao. Em cứ cho lên trên. Trên cái bảy cái còn cho những hộ khác. Bọn em vào đến tận rồi để đây chứ nhỉ. Anh và lôi nhau tuột tay ở đây à? À đúng rồi, có một người bạn.
Đấy, ao cái thứ trôi hết, nhà cửa tung bành hết. Nhà này hai cây gãy. Đây cái cây to mắc ở đây. Cây gốc xoan. Xe đạp. Cái xe đạp đây. Cả cây xoan to. Khiếp thật. Tàn tác hết. Ui giường này. Ui giường nổi lên luôn. Lợn nhà chị này bị trôi à? Lợn đó. Lợn ở bên này trôi đi à? Không được hạt thóc nào à? Lúc ấy người chạy đi hết rồi gì? Người chị mới hai vợ chồng thoát thân được, xe trôi đi kìa, xe chị trôi ở dưới. Ờ. Nhà, không có nhà sạch vườn đẹp lên mô hình nhỉ. Ê. Ồ. Điện đóm giờ cắt hoàn toàn. Không có điện không có đóm. À. Nước nồi ăn mì tôm với cơm cứu trợ. Nhà chị vẫn ở đây thì? Nhà chị ở đây. Nhà chị ở đây không có điện đúng không? Không có điện. Đây. Chị ơi. Đấy, cho một cái em, bộ điều điện. Mà tôi vẫn phải lên trên ngủ. Lên trên kia ngủ. Lên trên kia thì có rồi, bọn em mang lên 7 cái ở trên kia rồi. Cho chị một cái này. Nhà chị đây không có điện đâu. Nhà chị chắc tối là lên kia hết rồi. Lên hết kia đi. Bọn em để trên kia 7 cái rồi, mọi người thoải mái được đến hết để. Cái này bọn em mang sang bên kia đi. Cho mình sang bên này đi. Vâng. Anh có thể cầm sang hộ em. Ở đây tớ đang xuống này. Anh bố trí hộ em 5 cái sang bên kia nhá. 5 cái sang bên kia em để đây à? Bên đây là 7 cái rồi ạ. Bên này 7 cái, 2 cái tích điện anh mang cái này sang bên kia. Đó bỏ. Anh cho anh em nó chuyển sang bên đó bên kia. Anh chuyển sang bên kia khu nào dân đấy thì anh giao cho là em 5 cái này. Rồi. Cho bên bên kia 5 cái bảo lắp sớm đi nhá. Bê bê kia không? Có đây, anh. Đây đưa cho hết cho các anh ấy. Có bê được hộ bê. Cái này chỉ cắm cái pin cái bóng cái nào xong rồi ấn phát nó lên mà. Đèn tích điện. Có trên này có 5 cái rồi. Trên này 7 cái rồi. 7 cái rồi. Chạy lên lấy cái cái cho đây này. Cho nhà mình luôn. Nhà tối nay. Có bên anh ơi, về nấu cơm. Này chạy vô là lên đấy lắp chung nhà. Lắp ở trên đấy hết mà, có trên đấy có. Trên đấy có cái bóng tích điện, chị nên chị cầm một cái bóng tích điện về đây cũng được. Mà đây có ở đâu mà để đây gì? Nếu mà không ở thì đừng để ở đây làm gì. Nhà bác này đây à? Đằng nào tối nay mà mưa. Nhưng mà lên đấy ở thôi, đừng ở đây nữa. Tối nửa đêm nó mưa, chả biết thế nào đâu. Mà ở bên kia là đêm nó còn sập đất kia. Đấy. Bây giờ đất nó chưa ổn định đâu, đá. Bây giờ, cái mảng kia nó cao cái kia cơ mà. Nhiều lắm. Đấy. Nước nó oằm ở đồi nhiều lắm. Bây giờ nó mới ngấm hết xuống, bắt đầu là tối là nó dốc chân đây. Tốt nhất là không nên ở. Không nên ở nhiều đâu, cháu tối nay cháu ra ngoài. Đây có ao ấy. Dưới kia đã không ấy rồi, dưới kia nó như bãi bằng người. Không khác là ngủ như vậy. Nhìn ở dưới cũng dưới. Đang gặp khu vực này để tìm kiếm nạn nhân.
Đường này có ra đúng nhỉ bác nhỉ? Đi đi bộ vòng đây là đường nhỉ? Vòng đây kia ra sợ nó có sụt không? Đi được mọi người đi được rồi. Thế ạ. Để xem bác kia bác đi như nào đi qua. Đi được. Đi được ạ. Mất dép ở đây. Đã. Xuống dòng đi. Rồi, đi ra ngoài nhá. Kết thúc cái video của mình ở đây. Lực lượng đang tìm kiếm này. Đang tìm kiếm ở đây rồi. Bắt đầu họ tìm kiếm ngược lên. Rồi vào trong kia mới nhìn thấy chưa? Họ có cho vào được không? Trong kia mà. Nhưng mà họ ngăn dây. Họ đang làm tìm kiếm.